Này nó biết. Công ty em là mà là kiểu như là security provider của họ ấy, từ từ năm 2019 cơ. Vậy là từ khi họ họ còn đang đang phát triển. Từ khi họ đang phát triển ấy, từ khi họ chưa Đến nổi bây giờ tiếng. vẫn là cung cấp giải pháp security cho họ luôn hả Tuyết? Vâng. À vậy là thú Thì vị quá họ ha. họ hay họ số là họ họ có họ có rất là nhiều cái DeFi application, với cả mọi người đang viết smart contract ấy, thì họ Đúng rồi. recommend người khác để sang công ty của em để audit là như vậy, thì Vậy là như họ là như họ vậy. họ họ có recommend những cái DApp mà trên đó là qua bên Tuyết luôn đúng không? Mà cái Không, hệ sinh thái của công họ ty của đang phát triển em rất là thì mạnh. Ok. thì em không phải là người audit cái smart contract của họ, mà một nhóm khác, nhưng Ừ, mà mình em hiểu. là về cái phần là tổng quan của họ, là cái tìm cái những cái pattern of security, mấy cái lỗ hổng mà nhìn tổng quan từ cả 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 cái hệ thống của họ ấy, chứ không phải nhìn riêng mà một phần nào của cái Solana Core cả. Ok, mình hiểu. Vậy là Thì trước họ cũng toàn là có kiểu như là họ họ hỏi công ty em là review cái phần này ấy, từng cái phần nhỏ của cái Solar, cái hệ thống Solar ấy, nhưng mà làm thế thì thực sự là cũng không có hiệu hiệu quả cho lắm, tại vì cái Solar là cái code base của họ là rất là lớn ấy. Chắc là khoảng hơn 250.000 dòng code, rất là lớn. Thì với cả họ cũng có rất nhiều là update này này nọ này, thì họ 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 với công ty em, với cả Zone, là họ có liên kết để mình là provide security provider cho họ trong một thời gian dài ấy, thì không đúng phải rồi. từng project nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy thì mình vừa audit rồi mình gần như là vừa audit Vâng. rồi vừa bảo hành theo thời gian luôn đó, đúng Là kiểu như vậy. không? rất là thú vị. Ok, chắc mình bắt đầu tiếp nhỉ, mình giới thiệu nhé. Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi các bạn bởi vì là có một chút về thời gian nhầm lẫn ở giữa bên bên Việt Nam và Mỹ, thành ra là mình có sai sót một chút thời gian nên xin lỗi tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn một chút nên là mình xin giới thiệu hôm nay là tiến sĩ Tuyết Dương sẽ chia sẻ với chúng ta về tổng quan cơ chế hoạt động của Solana Blockchain. Tiến sĩ Tuyết Dương thì tốt nghiệp ngành ở Blockchain tại VCU Mỹ và hiện tại đang làm một kỹ sư lâu năm trong ngành tại công ty Kudelski Security. Rất là thú vị là bởi vì các team của công ty bên bạn Tuyết thì cũng phụ trách cho việc audit nền tảng Solana và công ty cũng cung cấp các cái giải pháp security cho Solana từ năm 2019. Có nghĩa là từ khi Solana còn còn đang phát triển và còn trong quá trình phát triển nên là bạn Tuyết có những cái thông tin rất là thú vị về trong cái quá trình phát triển của và hiểu cái hệ thống của Solana nên là hôm nay Tuyết sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. Xin cảm ơn Tuyết đã dành thời gian chia sẻ với mọi người, mang kiến thức đến mọi người nên rất là tri ân cái điều đó. Và sau đây thì mình xin nhường lại mic cho bạn Tuyết. Vâng, thì em cảm ơn anh về phần giới thiệu. Và hôm nay thì thời gian là mismatch, là do em đang tưởng nhầm là ngày ngày mai ấy. Thế nên cũng không thực sự không chuẩn bị kỹ càng cho lắm, với cả cũng hơi vội vàng. Với lại hôm nay em cũng có một tại vì là nhầm lịch nên hôm nay đang có một meeting trong khoảng 1 tiếng nữa, thì em có thể chắc hôm nay em chỉ có thể trình bày về kiến trúc của Zona trong khoảng 1 tiếng thôi. Còn nếu mà không kịp thì mình có thể mua sang tuần tới để mình tiếp tục Ok. giới thiệu về Solar Architecture với cả cái smart contract trên Solar nhé. Rồi, cảm ơn Tiếp rất nhiều. Vâng, thì hôm nay thì em muốn chia sẻ về cái tổng quan kiến trúc của Solana blockchain, và em cũng muốn thảo luận với mọi người về cái các vấn vấn đề security của Solana blockchain nhé.
Thì bài bài giới thiệu hôm nay em sẽ em muốn giới thiệu về cái kiến trúc của Solana này, rồi em muốn trình bày về cái consensus của Solana, rồi đến cái innovation của Solana như là cái upstream này, pipelining này, proof of history này, C-level này, turbine này, với cả cái BFT của họ. Thì đây là cái kiến trúc tổng quan của cả cái Solana đấy. Thì mình có nhiều, có thể nhìn thấy có nhiều layer ở đây này. Thì layer bottom là cuối cùng này, thì có là turbine này, là cái gossip network của họ ấy, là how họ là cái mà họ truyền truyền tải messages giữa các cái validators. Họ cũng có cái gossip là cái mà truyền tải transaction từ client đến validators leader. Họ cũng có cái building block, thì họ building block thì họ phần lớn họ cũng dùng từ các library khác ấy. Và họ cũng có cái POS là cái proof of history, chắc mọi người đều biết về cái proof of history của Solana nổi tiếng với cái này ấy. Và có một cái nữa là archiver, thì họ vẫn đang phát triển cái này, là cái để họ lưu giữ dữ liệu, là họ nén dữ liệu ấy để giải quyết cái vấn đề mà dữ liệu quá lớn ấy. Hiện tại bây giờ thì nếu mà mình chỉ có set up thôi mà run một thời gian, thì cái lượng dữ liệu mà mình phải giữ store của cái Solana blockchain là đến mấy chục gigabyte mà nó tăng rất là nhanh ấy. Thì cái này cũng là vấn đề của Solana. Họ yêu cầu validators có cái đàn máy tính rất là khủng để support cái việc đó. Thứ hai là cái consensus layer của họ, họ dùng BFT là cái proof of stake đấy, là một cái version của cái proof of stake. Thì BFT của họ thì là họ cần super majority, là họ cần 2/3, là 2/3 của số validators phải là honest, phải là good á. Tiếp theo là cái layer tiếp theo là cái runtime layer, là cái mà họ optimize, họ do everything in parallel, họ làm mọi thứ song song, họ tính toán song song, kiểu như họ tính toán song song ấy. Và layer tên cùng là cái smart contract, là cái application của họ. Thì Solana là họ không dùng cái từ smart contract đâu, họ dùng cái từ program luôn. Cái này rất là hay luôn ấy. Thì em sẽ giới thiệu phần sau, là cái program của họ là họ kiến trúc là khác hoàn toàn so với Ethereum ấy. Thì cái này rất hay, nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cái phần cái ba layer phía dưới ạ. Bên ngoài đang cắt cỏ nên họ hơi ồn. Thì cái phần đầu tiên mà em muốn giới thiệu là cái consensus của họ, là cái thì cái consensus của họ em nghĩ rất là đơn giản ấy. Thì bình thường là ví dụ như Cardano hay Ethereum, họ lại tìm cách để thiết kế một cái gọi là random beacon, là cái để là cái random seed, là cái không biết tiếng Việt là gì, là cái để thì bình thường mình toss coin, bình thường mình chơi thổ số, mình có cái sự randomness, cái sự ngẫu nhiên đúng không? Thì để tạo ra cái sự ngẫu nhiên đó thì phải cần một cái, bình thường mình phải cần một cái seed ý, là cái gọi là random seed, là ngẫu nhiên, là không ai có thể là thay đổi được cái, không ai có thể là bias, là có thể là influence được cái random seed đấy. Thì Cardano, Ethereum họ có cách riêng để tạo cái random seed đấy, nhưng mà Solana họ làm rất đơn giản, họ không cần tạo cái random seed đấy, họ lấy luôn cái height của cái blockchain ấy. Thì ở đấy họ là POS tick height, thì là height của cái transaction, thì mọi người có thể nhìn là cái height, cái chiều cao của cái transaction đấy, để dùng cái đấy để tạo ra một cái random seed. Mọi người có thể là cái pseudo random algorithm, thì là cái một cái thuật toán để tạo một cái random seed từ một cái input ngẫu nhiên ở đấy. Thì input là họ dùng cái chiều cao của cái transaction, confirm transaction nhá. Thì xong rồi họ dùng cái đấy để họ dùng cái pseudo random algorithm này, thì họ hash họ biến cái đấy thành một cái chuỗi ngẫu nhiên mà không ai có thể predict được. Thì họ dùng cái đấy, xong rồi họ có cái random seed rồi, thì họ sẽ dùng cái random seed để chọn ngẫu nhiên validators. Nhưng mà validators này không phải ngẫu nhiên theo kiểu mà ai cũng có thể được, mà
cũng như theo kiểu mà họ sẽ xếp hàng vai đây là xem ai là người có nhiều step nhất này, họ sẽ xếp cái đấy xong họ sẽ ngẫu nhiên thì cách họ một cách xếp để làm ngẫu nhiên sao mà bạn càng nhiều bạn có càng nhiều step càng nhiều coi ấy, thì khả năng của bạn càng trở thành leader gì càng cao, thì cái đấy là cái cơ chế đồng thuận của Sola rất là đơn giản luôn, không có gì phức tạp cả. Thì nó dựa vào cái POS này là chính này, cái POS là cái quan trọng, là nếu mà không có cái proof of history thì coi như là cái consensus của họ là không còn luôn, cả hệ thống nó không còn luôn. Đấy là lý do tại sao họ quảng bá cái proof of history innovation của họ. Thì phần tiếp theo em sẽ giới thiệu cụ thể về cái proof of history, cái đấy là gì. Nhưng mà qua cái slide này mọi người có thể hiểu là họ dựa vào thời gian để cho mọi người cùng họ zoom là mọi người cùng có thể nhận ra được thời gian là dựa vào cái việc QS của họ, và có cùng một thời gian thì họ sẽ cùng có một cái random seed để chọn next validator. Thế ai cũng biết là next validator là ai, và vì cái cơ chế này nên cái leader schedule là cái schedule của họ là ai sẽ là leader, ai sẽ là người tạo ra blog, mọi thứ đều là public, là ai cũng biết được là người tới leader là ai, và họ cũng có bình thường trên website của họ họ có list rất là nhiều validator, thì họ mọi người có thể tra ra ai sẽ là người next validator, đây là public ai cũng biết. Thì vì là cái này cũng là vấn đề là controversial của cái blockchain ấy, thì bình thường proof of stake như là Ethereum, Cardano là họ phải làm cho cái này là unpredictable ấy, là không ai biết được ai là next leader cả, chỉ mỗi người đấy là biết thôi. Thì cái đấy là cái cũng là cái liên quan đến vấn đề security mà em muốn thảo luận với mọi người là về cái này, đúng không? Tại vì nếu mà ai cũng biết được leader thì có vấn đề là trong crypto người ta gọi là một loại adversary là strongest, là adaptive adversary, là bây giờ nếu mà anh biết được thằng nào là cái nốt nào là leader thì anh chỉ cần tìm cách để crop tấn công cái nốt đấy thôi, rất là dễ dàng, đúng không? Chỉ cần tấn công, họ không có cái defense system mà chắc ý, thì chỉ cần tấn công cái nốt leader tiếp theo là họ có thể break được cả cái system rồi, đúng không? Thì cái cách mà giải quyết cái đấy, vấn đề đấy bình thường ấy, là mọi người sẽ làm cho cái đấy là unpredictable, tức là làm sao không cho ai biết được ấy. Thì ví dụ như trong Cardano họ dùng verifiable random function ấy, thì là cái đấy cũng là để làm cho mọi thứ unpredictable. Trong Ethereum em nghĩ là họ dùng cái verifiable delay function thì cũng một thứ cũng tương đương như vậy để làm cho mọi thứ cái leader schedule là unpredictable, và không ai có thể biết được ai là future leader cả. Thì cái đấy là cái vấn đề security ở đấy, nhưng mà anh nghĩ là phụ thuộc vào Sola, họ không quan trọng cái đấy, họ muốn performance. Họ muốn performance thì họ phải certify cái trade off phải không? Đấy là cái trade off đó. Thì em nghĩ là phụ thuộc vào cái đấy acceptable hay không, rồi phụ thuộc vào từng cá nhân ý. Thì có những người là có những người là từ cái crypto community thì họ rất quan trọng cái việc là phải là unpredictable, phải là unpredictable ấy, nên họ rất là sẽ xem xét kỹ cái đấy và design mọi thứ cái đấy. Nhưng mà vấn đề là vì cái đấy nên họ sẽ phải trade off với cái high performance thôi. Bây giờ sau là họ accept cái đấy, là họ chấp nhận cái đấy, là ai cũng biết thì họ phải tìm cách để bảo vệ các validator của họ khỏi tấn công, khỏi DOS attack kiểu như vậy. Thì đấy là cái mà một phần của Sola tạo lên cái performance của họ ấy. Cái tính chất đó quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm cái performance của Sola là Tuyết nhỉ? Ôi, ý là khoảng đấy ý là cái, khá là significant cái, đúng không? Đấy là cái thuốc lõi để cho các cái innovation khác hoạt động ấy. Ví dụ như Dubai này, C-level này,
pipeline là đều dựa trên cái việc mà cái schedule là predictable. Ví dụ như nhá, bây giờ nếu mà anh không anh biết ai là người leader rồi, anh thì có thể gửi trực tiếp transaction đến người đấy. Ví dụ là đấy, cái phần tiếp theo là em muốn nói là cái phần blockchain ấy, là trên ví dụ là trên Bitcoin mempool đúng không, mọi người phải client sẽ là gửi transaction đến tất cả mọi node Bitcoin node trong network đúng không, thì cái transaction sẽ được bị gossip mà to the network. Thế thì ai cũng có cái transaction đấy thì cái lượng communication complexity rất là cao ấy, thì lượng cái bandwidth throughput rất là cao, phải send rất nhiều, phải gửi rất nhiều dữ liệu qua mạng ấy. Nhưng mà cái ở cái Solana có cái là họ vì cái leader đấy schedule đấy là predictable, thì họ sẽ qua cái gossip network của họ là họ sẽ gửi thẳng, họ có destination gửi thẳng luôn đến đấy, thì họ cái gossip network này có thể qua được vài nốt ấy, nhưng mà thực sự là nó cũng không nhiều, khoảng dưới chục nốt thôi, thì qua chục nốt đã đến được người đích rồi, cái đấy đã giảm thiểu rất là cũng khá là nhiều cái performance của họ. Thì đó là một phần gọi là cái Solar, là cái blockchain, là cái innovation của họ, thì nó dựa vào cái leader schedule là predictable đó. Thì vì nó là predictable nên ai cũng biết là future leader là ai, nên các client nó chỉ gửi thẳng đến future leader thôi, và qua cái gossip network của họ. Thế thì nó cũng giảm thiểu, bây giờ hai bạn này không phải gửi dữ liệu đến hai bạn này nữa, thì rất là nhanh đúng không, không phải gửi dữ đúng liệu rồi. Đến nhanh cũng nó sẽ không bị tắc nữa, tại vì thực sự là cái performance nó dựa vào cái network, cái mạng lưới dưới rất là nhiều ấy, bây giờ càng gửi càng nhiều ấy thì nó càng tắc ở đấy, đúng thì rồi, nó càng chậm ấy. Bây giờ gửi giống như thẳng broadcast ấy, đúng không, broadcast với unicast. Đó là như vậy đấy, thì anh là cái rất là hay của họ, đấy là cái blockchain, là cái gửi thẳng đến leader, họ không cần có mempool, ai không phải ai có mempool đâu, ai cũng có cái gọi là cái để họ store transaction đấy, nhưng mà không phải ai cũng có xem cái set đấy, kiểu như vậy. Thì cái tiếp theo là cái innovation của họ là cái pipelining, mà em cũng muốn giới thiệu là cái rất là hay, tại vì bây giờ mọi thứ là predictable đúng không? Ai cũng biết là ai sẽ là leader, thì bây giờ đến cái time slot nào đấy thì mình biết là mình leader. Thì đây là cái TPU là gọi là transaction processing unit, là nơi mà làm, nếu mà mình là leader thì mình sẽ run qua cái này đấy, họ sẽ thực hiện cái pipeline này để tạo ra block mới. Thì thật sự đúng không? Transaction sẽ gửi từ clients đến leader, đúng không? Leader sẽ nhận được transaction này. Nhưng mà transaction thì họ sẽ có sẽ trải qua một bốn cái stages này. Thứ nhất là họ phải nhận này thì họ nhận thì họ cũng không phải nhận tất cả đâu, họ có limited number transaction họ nhận đi. Xong bắt đầu họ verify này, cái người leader sẽ phải cần verify cái signature này, họ phải kiểm tra cái chữ ký của cái transaction đấy có phải là valid hay không ấy. Thì tiếp theo của đấy là cái banking state, là cái quan trọng là cái để họ tạo ra một cái block mới đấy. Thì để tạo ra block mới thì họ có cái là POS service, và là cái bank, mọi người có thể hình dung là cái bank là cái blockchain ấy, chính là cái blockchain mà họ giữ, họ store locally đấy. Còn cái POS service mọi người có thể tưởng tượng đó là một cái là cái thời gian timestamp, chính là POS chính là một cái để đảm bảo thời gian mà họ đang hoạt động ấy. Thì đó thì là cái họ sẽ tạo ra trong cái banking state này, họ sẽ tạo ra một block mới này, họ sẽ verify để họ sẽ làm mọi thứ xong, họ sẽ chọn xem cái transaction nào là họ muốn cho vào cái blockchain đấy, thì họ sẽ tạo ra một cái block từ đấy, và xong rồi họ sẽ broadcast đến đến tất cả các validator khác. Thì đấy là cơ chế của cái leader đó. Người leader thì rất là đơn giản, nhưng nhìn thấy đơn giản nhưng mà thực ra là cái code của họ cũng không là đơn giản lắm, nhưng mà đây là cơ chế chung đấy. Bây giờ nhá, leader ai cũng biết là leader, nếu mà mình là leader thì mình sẽ nhận transaction này, rồi mình verify cái signature này, rồi mình chọn cái signature, chọn cái transaction nào mình muốn này, đây tùy đúng không, thì mình sẽ tạo ra một cái block mới này, chỉ cho cái transaction này vào này,
verify hết mọi thứ, em kiểm tra là kiểm tra là có đủ tiền không, này có thể transaction đã spend chưa, hay tất cả cái validation đấy thì họ sẽ qua cái bước banking step này. Xong họ làm xong rồi thì họ chọn xong rồi, họ verify rồi thì họ sẽ dùng cái POS, cái full history service, họ gắn cái timestamp vào đấy. Kiểu như vậy, họ gắn cái timestamp vào đấy thì như vậy để họ sẽ biết là đây là ta, mình là leader trong cái time slot này, slot này là mình là valid đây, kiểu có để gắn thời gian cho mọi người biết là đây thực ra là cái này là valid này. Xong cũng có thể cái bank này, để họ dựa vào cái bank này họ, để họ verify bank là cái logo trên của họ, để họ verify cái transaction mới đến ý, thì họ đã tạo ra một cái block mới và họ sẽ broadcast. Thế là cái next step là broadcasting. Cái broadcasting của họ thì không không như bình thường như như Bitcoin hay các cái blockchain khác đâu, thì họ có một cái innovation mới của họ là Tuba ấy. Thì em tiền tiền phần tiếp theo em sẽ giới thiệu Tuba bây giờ, thì mọi người hiểu là cơ chế chung chung là đúng không, thì nó sẽ qua này về kiểm tra transaction này, xong rồi tạo block mới này, tạo block mới dựa vào cái timestamp này, xong rồi dựa vào cái blockchain này verify cái transaction này thôi. Everything is nếu mà verify xong hết rồi thì họ sẽ postcard, đúng là đấy là cái flow của họ, cái flow của cái TPU là cái leader đấy, leader sẽ làm cái này. Để hiểu rõ hơn thì em muốn trình bày về cái POS của họ. POS của họ là gì? Thì thực ra POS cũng là đơn giản thôi. POS chỉ là chuỗi thời, mọi người có thể nhìn nó là một chuỗi thời gian đấy. Họ có thời gian mà không dựa vào là local time, mà dựa vào chính cái hash, chính cái hash của họ ấy. Thì họ cứ là cứ mỗi mỗi transaction là họ hash này họ gắn gắn vào đấy, họ sẽ chỉ ra số lượng hashes này, rồi họ sẽ gắn cái hash đấy vào một cái gọi là entry. Đây là một cái entry của họ. Entry thì họ entry này kết nối với entry trước. Thì đây là một cả một chuỗi thời gian này, thời gian dựa vào hashes nhá. Cứ keep hashing thôi. Nếu mà có transaction, bạn hash, bạn cho transaction vào đấy, thế vậy thì cái transaction nó bị gắn trong trong cái entry này, gắn vào cái time frame này. Thì bây giờ để thay đổi cái transaction này thì bạn phải thay đổi hoàn toàn cái time frame ấy. Thì cái đấy gọi là, thì cái đấy là không dễ dàng. Để thay đổi hoàn toàn time frame thì lại phải break hoàn toàn cái consensus của Solana. Thì cái đấy là cái time frame của họ rất là hay. Thì bây giờ đây là cái đơn giản nhất, thì bạn chỉ có thể ví dụ như là mỗi leader tạo ra một cái entry chẳng hạn, chọn một set of transactions này. Transaction là họ thích, họ verify hết rồi, verify ok rồi, họ cho vào đây, họ tạo một cái entry này, họ gắn vào entry phía trước này, xong họ sẽ giả sử họ sẽ broadcast cái entry này cho tất cả các validators khác đi. Thì đấy, tiếp theo validator tiếp theo sẽ là cũng tạo entry mới gắn vào cái cũ để tạo một cái timestamp, một cái chính là cái timestamp, chính là cái time frame của họ đó. Đây là cái ý tưởng cơ bản của cái POS, chính là cái proof of history đó. Mà Solana improve cái này cơ, còn improve cái này even further, đúng không? Mọi người có thể thấy cái này là entry, một entry này, một leader tạo ra một entry này. Leader tiếp theo tạo ra entry tiếp theo này. Leader tiếp theo tạo ra entry tiếp theo nữa này. Nhưng mà Solana cái run, cái parallel của họ là họ không tạo một entry nữa, họ tạo ra n number of entry gì, là tạo ra n number of entry, tạo ra là một cái bank, bank cũ đấy, bank cũ xong bank mới, n number of entry là gắn vào bank trước, refer to bank trước. Thì là tại sao họ làm được cái parallel này? Tại vì cũng liên quan đến cái Solar Programs, là cái smart contract của họ ấy. Cái smart contract của họ là, đây là một cái instruction của cái smart contract của Solar nhá. Mọi người có thể nhìn thấy là trước khi Solar run transaction nào đấy, thì họ sẽ phải clarify tất cả các account mà họ cái transaction đấy sẽ phải chạm tới. Account nào mà transaction nó cần thì bạn phải clarify all of them, bạn phải chỉ ra là những cái account nào bạn cần. Ví dụ những có account này đây, account source public key đây,
có account destination public key, đây là những account của Solana đúng không, có account signer public key đây, thì có những cái này là đây là fails true, thì bạn đã chỉ ra cái nào mà read only, mà cái nào là write or read, đúng không? Bây giờ vấn đề của Parallelring là bây giờ có một account đúng không, bạn có thể read mà có thể đọc cái account đấy multiple times, tức là nhiều người có thể đọc cái ấy, không sao cả. Nhưng mà vấn đề của Parallelization là khi bạn viết và chỉ có một người viết vào một account thôi, tức là không ai có thể, không phải hai người có thể cùng viết vào một account thì được, mà Parallelization là chỉ có một người viết thôi, thì dựa vào cái việc mà họ phải clarify cái account này, họ clarify account này, họ phải thì họ cũng phải chỉ ra là cái nào mà họ đọc, cái nào mà họ viết đấy, thì dựa vào cái đấy thì cái Solana runtime level của họ ấy, họ sẽ xếp tất cả mọi thứ ra, họ sẽ xếp tất cả mọi thứ và họ sẽ xếp cái nào là account nào mà được write, thì họ sẽ đảm bảo là cái write đấy chỉ có một cái người được write vào cái account đấy thôi. Nếu mà có người đã write vào account đấy rồi thì cái transaction của bạn sẽ bị decline kiểu như vậy. Em thấy như có câu hỏi từ bạn. Không sao, tôi đã tiếp cứ trình bày một lượt rồi đến cuối mình thảo luận luôn. Vâng, thì cái đấy là họ làm parallel processing transaction, là cái ý tưởng là cái đấy đó. Thì với lại một cái nữa là thì transaction là chỉ là transaction là include a set of instructions to Solana programs and Solana smart contract ấy. Thì bạn phải declare cái account này, thì bạn phải declare cái instruction nào mà bạn muốn thực hiện, và instruction này là từ cái program đấy, từ smart contract đấy. Khi mà bạn viết cái smart contract, bạn phải chỉ ra, bạn phải có cái cấu trúc để bạn viết ra là cái nào mà là được đọc, cái nào là được viết, và bạn phải deploy cái program đấy, cái smart contract deploy rồi. Thì khi mà deploy rồi thì bạn phải gọi cái instruction của bạn, bạn gọi cái program ID đấy, và bạn phải gửi lại set up account này. Bạn như thế nhìn thấy là program ID, bạn gọi cái program này, bạn sẽ gửi ra set up account tới cái program đấy, và bạn sẽ gửi cái dữ liệu tới để thực hiện cái instruction của cái program đấy. Là như vậy thì các account này sẽ được sắp xếp này, sẽ được cái runtime này đảm bảo là write thì chỉ có write được đến một account, chỉ có một người được write on account thôi, tức là không phải là nhiều người ai cũng write to the same account. Nếu mà cái account đấy là write được là write account, có write account or read account, thì đấy là cái lý do mà Solana có thể thực hiện parallel processing transactions, là cũng là cái hay đấy. Họ phải thay đổi cái cấu trúc smart contract của họ để support cho cái này, là họ phải thiết kế tất cả mọi thứ, cả là new smart contract này, program, new programming model, new blockchain, new gossip protocol, new POS, là họ làm mọi thứ từ đầu đến cuối luôn, họ build từ đầu đến cuối luôn, là mọi thứ hoàn toàn mới, mọi thứ hoàn toàn là khác từ Ethereum đó. Họ improve từng cái component, không chỉ improve cái blockchain, không chỉ improve cái consensus, mà improve cái việc mà messages are sent in the network, như là cái gossip đấy, họ cũng improve là cái việc mà smart contract họ run, họ execute như nào, họ improve hết cái đấy, là hoàn toàn mới cái đấy. Tiếp theo là cái thứ ba là cái gossip của họ ấy, thì phần nãy em có nói là leader sẽ tạo ra block mới đúng không, thì họ sẽ bust các cái block đến validator khác đúng không, thì mọi người tưởng tượng xem, nếu bust các cái block đến tất cả các validators mà có ngàn validators thì thực tế một lúc bust các thì làm cho cái network nó rất là tắc nghẽn, tại vì quá nhiều transaction đi. Nếu mà bust các cùng một lúc làm xem block đến tất cả các node, tất cả các validators khác trong network, thì là mình đang duplicate message đúng không? Thì họ một cái là họ design gọi là cái họ là gossip là thứ ba, là họ dựa vào cái BitTorrent ấy. Nếu mọi người biết BitTorrent là cái gì, tức là họ sẽ cắt cái block mới mà họ muốn gửi
các cái into smaller pieces, các cái đấy vào thành nhiều mảnh ghép nhỏ ấy. Thì mỗi mảnh sẽ được gửi đến layer phía dưới của họ, là cái có cái network, họ sẽ gửi đến neighbor của họ. Neighbor trong neighbor của họ cũng sẽ nhận được cái đấy, rồi neighbor sẽ tiếp theo sẽ gửi cái đấy đến neighbor của neighbor ấy. Thì cái đấy là rất là hay. Cuối cùng là đây là cái giả sử đây là cái network structure của cái Solar Turbine nhá. Bây giờ nó structure theo cái kiểu là neighbor thì bạn thì có một vài constant, một số lượng neighbor này, rồi neighbor lại có neighbor này. Bây giờ bạn chia nhỏ cái block của bạn ra, bạn gửi xuống hai cái neighbor này, hai neighbor này lại kiểu gossip và retransmit cái nhỏ đấy, thì họ sẽ cuối cùng là cái neighbor cuối cùng, neighbor này và neighbor cuối cùng sẽ nhận được tất cả các cái pieces của cái block đấy. Nếu mà nhận đủ pieces thì bạn có thể là reconstruct, bạn có thể tái tạo lại cái block đấy. Chứ bây giờ bạn không phải cái leader không cần người leader này không cần phải duplicate mọi thứ nữa này. Một block mà tạo gửi same block đấy tới n tới n neighbor nữa, mà cut into smaller pieces để giảm thiểu cái traffic của cái network ấy. Thì cái ý được đấy cũng là giống như cái BitTorrent ấy. Thì mọi người biết BitTorrent thì performance là better than cái TCP đúng không, là cái mạng đúng không. Nhưng mà BitTorrent với cả cái turbine của họ thì vấn đề là nó không reliable, nó rất là không reliable vậy. Có thể vì package có thể bị mất này, có thể bị duplicate này, nó rất không reliable, thì họ phải dựa vào một cái nữa gọi là một cái correcting code. Nó cũng khá là phức tạp, correcting code để correct cái pieces mà mình broken, là cái block broken into pieces ấy. Thì họ phải có thêm thêm dữ liệu khác để cho neighbors này recover cái block đấy. Thì đấy là ý tưởng của cái turbine này. Thì cũng em thấy cũng là hay, nhưng mà mọi người có thể nhận thấy đó là vấn đề security message transmission are not reliable đúng không? Thì họ lại mọi người có thể có chơi off ở đây đúng không, là security versus performance đúng không, như là HTTP versus BitTorrent, đúng không? BitTorrent not secure, nhưng mà mọi người đang dùng HTTPS đúng không? Rất là secure đấy, nhưng mà performance thì không bằng cái BitTorrent rồi. Thì đấy là cái sự đó mà họ chấp nhận cái đấy. Thì em thấy cũng là ý kiến cá nhân của em thì em thấy cũng là ok thôi. As long as là họ protect được cái validators của họ, họ có cơ chế để guarantee là cái validator để nhận được tất cả các pieces, thì họ có cái propose để dùng cái correcting code, thì cái đấy cũng là hay. Em thấy cũng là ok, acceptable, không phải là cái này là không được. Thì em nghĩ là có cái này có cái kia, ví dụ như Cardano này, Ethereum họ rất là quan trọng về vấn đề security như vậy. Performance của họ sẽ không bằng Solana, đây là cái điều hiển nhiên. Thì Solana là mặt khác, security thì họ có một level, họ trade off đến một level là mọi người, nhiều người thấy là ok thì được cái performance, thì mất đi cái kia thì lại mọi người thấy là ok thì là ok thôi. Với cả để biến cái biến cái hệ thống này practical thì cũng cần phải có, em nghĩ cần phải có cái gì đấy mà khác biệt đi khỏi những cái khác như Ethereum với cả Cardano. Đấy là cái gossip network của họ, họ có improve cả cái việc mà transaction send to leaders này, improve cả việc blocks are gossip in the network này, improve cả việc leader election process này. Còn tiếp theo là cái phần này cũng rất là phức tạp. Một khi là bạn đã nhận được cái họ tiếng Anh là cái stress là cái nhỏ bạn broken từ cái block lớn ấy, thì bạn phải nhận được cái đấy này, xong bạn phải verify của whether cái piece đấy là thực sự đến từ cái người leader của cái slot đấy. Rồi như vậy thì bạn sẽ dựa vào cái chain của bạn này, có thể nhìn ra cái chain của bạn này để tính ra cái leader schedule.
để bạn khi bạn tính được leader schedule thì bạn sẽ nhận, bạn sẽ lấy được cái public key của leader schedule đấy, của người leader đấy, và bạn có thể verify nếu mà cái piece đấy đến đến từ thực sự người leader. Một khi bạn đã verify mọi thứ xong rồi, slot, leaders, the signature, everything, thì bạn sẽ retransmit cái đấy đến neighbor của bạn với cả neighbor trên cùng layer với cả child validators là validators ở layer dưới của bạn ấy, thì bạn retransmit đến người khác như vậy. Thì cái một cái nữa là của Solana là họ không phải retransmit đến random validators đâu, mà retransmit đến ai, đến validator, cái cấu trúc của cái network cũng dựa vào stake, tức là những người nào mà nhiều stake thì sẽ gần với những người nào nhiều stake, kiểu như vậy. Thì bạn nhiều stake bạn sẽ transfer đến những người nhiều stake, thì những cả những người nhiều stake thì sẽ vote nhanh, sẽ process nhanh ý. Thì họ cái ý tưởng đấy là để cho mọi thứ process nhanh, tức là nếu mà và hai stake với cả hai người mà có hai stake ở rất là xa nhau ấy, thì cái việc mà chờ người này nhận được này, xong người này nhận được, xong người lại verify này, xong người lại vote này, xong người lại send lại đến người kia, mất quá nhiều thời gian. Nên họ phải thiết kế cái network layer, thiết kế cái network mà cái em bảo là cái là cái này họ thiết kế để neighbor gần nhau đều là những neighbor nhiều stake, stake càng nhiều stake thì càng gần nhau, là kiểu như bị centralized đó. Là cũng vấn đề đó, để high performance thì vẫn đến việc centralization đó. Những người stake nhiều thì càng gần nhau nhiều thì càng centralized. Thì để cái việc của họ là để cái việc mà transaction process nhanh, vote nhanh, process nhanh, mọi thứ làm nhanh, thì dẫn đến việc kind of centralization. Đấy là ý nghĩa của em về cái đấy. Thì tất nhiên họ lại một trade-off tiếp theo là performance trade-off versus decentralization, decentralization đúng không? Thì mọi người có thể thấy đấy, thì là tất cả các hầu như big validators họ đều được sắp xếp làm sao cho network nó gần nhau chẳng hạn, gần nhau, gửi nhau nhanh, verify nhanh, thì dẫn đến việc là centralization. Thì đấy, một lần nữa là đấy phụ thuộc vào việc là mọi users của cái Solana network có accept cái việc là centralization đấy không. Thì hiện nay chắc có khoảng vài trăm validators sẽ nghĩ là, em nghĩ là cái benefit của cái joining cái Solana network greater than cái việc mà centralization với cả cái security, nên vẫn nhiều người vẫn join cái này đúng không, validator validation đúng không. Với lại Solana bây giờ cũng rất là nổi tiếng rồi, thì thực ra họ không, mấy cái trade-off này là họ không biết là họ có trade-off này đâu, mà mình phải xem code này, mình phải xem architecture của họ, mình nhận ra cái đấy. Nhưng mà họ khi mà họ quảng bá thì họ có proof of history này, họ có proof of work này, họ có high performance này, họ có thể process 50-60k transaction. Họ chỉ nêu cái tốt thôi, nhưng mà cái mà không tốt thì thực ra là họ cũng không phải là giấu, mà họ không nêu ra thôi. Thì em thấy là đấy là cái mà em muốn chỉ ra. Nhưng mà thực ra em nghĩ là bây giờ ai cũng muốn join, có cơ hội muốn join cái này, muốn thì tại sao mọi người cho blockchain, là vì là hay cái này cũng hay. Thực ra là cái này hay, họ design, họ thiết kế mấy cái này cũng rất là hay. Nhưng mà thực sự là cái gì cũng phải có cái giá của nó ấy. Họ có performance thì họ phải có trade-off của họ, thì đây là một cái phần trade-off của họ. Bạn có thể nhìn thấy không, cái vấn đề security và centralization, thì đấy là cái trade-off của việc high performance của họ. Và về vấn đề mà break cái security, break cái decentralization, thì decentralization đúng không? Em nghĩ là ai cũng ok với việc centralization, nhưng mà không phải là one entity control the whole network. Là ví dụ có thể là vài trăm like 30-100 of validators, big validators control the network, thì em nghĩ là tất cả mọi người cũng khá ok với việc đấy, những người là không ok với đấy thôi. Thì còn về vấn đề security thì nó phải cần big stake đúng không? Phải cần big stake, phải cần rất là nhiều money để break cái consensus của họ. Thì ra họ có lỗ hổng, không phải lỗ hổng mà vấn đề security assumption của họ là như vậy.
họ cần phải leader predictable, ai cũng biết ai là leader ấy. Thì cần phải rất nhiều tiền để put cái consensus của họ, để phá cái để phá hoại cái system của họ. Nhưng mà nếu mà cần nhiều tiền thì em nghĩ là chả ai muốn muốn làm cái giá trị của đồng tiền mình có giảm đi cả, đúng không? Bây giờ đồng tiền của Sola giá trị đang tăng lên rất là cao, đúng không? Thì không ai muốn, trừ khi cái việc phá cái consensus là double spending kiếm được nhiều hơn cái việc mà họ break cái system thì họ sẽ làm thôi. Nhưng mà rationally em nghĩ là khả năng họ làm như vậy rất là ít, với cả validators thì không phải ai cũng làm một validator, nhưng mà để làm là validator thí nghiệm ấy thì em nghĩ là Sola có quảng bá cho những validator nào ấy, thì không phải ai cũng được sự thí nghiệm của mọi người. Thì thế đấy là trust between finance people là như vậy đó, đúng không? Mà cái số lượng validator của nó họ vẫn khá lớn Tuyết nhỉ, mà vâng, mặc dù yêu cầu rất là cao. Vâng. Là em nghĩ là gần ngàn hình như là vậy. Đúng rồi. Thì đấy cái Richard Smith thì họ, đây là cái phần của cái Richard Smith State, mọi người. Cái Richard Smith State thì chị nó thực sự là cái này nó rất là phức tạp. Nó em chỉ giới thiệu qua cái này thôi, cái Richard Smith thôi. Bạn thì cái Richard Smith State là sẽ responsible, chịu trách nhiệm cho việc là filter cái piece, mà cái pieces là bị sai thời gian này, họ bị thiếu cái gì thiếu cái nọ này. Họ có cái service repair service này để để tìm cho cái pieces là missing ở cái network ấy. Thì họ cũng có nhiều cơ chế, họ không phải để thì họ biết là họ centralization security có cái security họ phải chế off đấy. Nhưng mà họ, em thấy cái hay là họ cũng có cái cơ chế để protect người, protect validators của họ, chứ không phải họ biết là họ có security trade off mà họ cứ để đấy, là họ cứ để đấy đâu, mà họ có cách để protect người của họ, chứ không phải là để nguyên đấy. Thì em thấy cái hay đấy, họ cái nãy em có nói về việc họ cái leader schedule, đúng không? Thì họ có cơ chế để protect validators của họ này, họ có repair service này, thì missing pieces này, đúng không? Họ cũng có cái filter, họ có rất nhiều cái khác này để có cái coding, correcting code ấy, họ có correcting code này, họ cái có cái repair service này, họ có nhiều cái cơ chế để đảm bảo là người validator cuối cùng cũng sẽ nhận được cái block đấy. Đấy thì em thấy là cái đấy cũng là ok. Thì họ có cái chế độ của họ và họ có tìm cách để bảo vệ hệ thống của họ thì cũng là ok. Thì đây là cái hệ thống đấy, cả cái Richard Smith này. Khi mà bạn Richard Smith xong thì đến lúc mà bạn bạn sẽ có hết tất cả các block rồi, bạn có đầy đủ các block rồi, thì bạn sẽ xếp, bạn sẽ xem cái nào mà cái fork, cái nào mà nhánh nào mà bạn muốn vote cho. Ví dụ bạn thấy cái nhánh nào có promising, là có tương lai là sẽ được confirm thì bạn sẽ vote cho. Thì cái đấy là dựa vào lượng stake, đúng không? Thì cái nhánh nào mà có nhiều vote, thì còn có nhiều stake supporting cái đấy, thì bạn sẽ vote cho cái đấy. Thì cái vote thì cũng là khá là đơn giản thôi. Đây là cái flow, đúng không? Em muốn giới thiệu lại cái flow của cái transaction trong Solana, là cái client này, gửi transaction này đến thẳng leader này. Leader cũng là qua cái gossip network đấy, là qua một vài hubs ấy. Thì không phải, có thể không được direct leader, nhưng mà chỉ là constant number hubs thì cũng là nhanh ấy. Thì leader này thì thì mình biết là mình là leader rồi, nếu mà honest là good thì sẽ là check transaction này, verify này, create new block này, xong rồi break cái block into smaller pieces này, xong rồi thu cái gossip network để send cái pieces là cái stress in đến cả tất cả các validator khác trong một network ấy. Thì bình thường là leader, big leader, đúng không? Big leader là leader càng bạn coi như nhiều stake thì bạn càng trở thành leader, mà bạn là leader thì bạn càng gần các leader khác nhiều stake. Thì đấy là cái centralization ít ấy. Thì đấy, bạn gửi các validator khác thì validator nếu mà big stake thì process nhanh, vote nhanh thì mọi thứ sẽ được confirm nhanh. Thì đấy là cũng là cái phần high performance. Thì đây nhá. Thì mọi người nhớ cái entry là cái bank đây, thì nó thực ra nó cũng không hẳn là cái bank, nên là phần đấy đoạn là cái bank, là cái block ấy, là cái set up transaction ấy, là tập hợp
của cái transaction ấy, thì họ sẽ verify làm mọi thứ, xong rồi thì leader này sẽ break into smaller pieces đúng không? Qua cái gossip network thì tất cả các validator sẽ vote. Thì vote này, vote xong, vote không gửi cho người leader cũ đâu, mà vote này được gửi cho next leader. Thì next leader sẽ chính là người process cái vote này. Next leader thực ra là nó sẽ cũng qua cái gossip network, mà qua gossip network thì có thể thông qua một vài leader khác. Thì nếu mà leader set up future leader là chọn 20 leader tiếp theo chẳng hạn, thì họ sẽ giữ cái vote này. Thì in case là cái next leader là offline hoặc next leader là không process cái vote, thì tầm 20 leader tiếp theo họ sẽ giữ cái vote đấy. Nếu mà cái leader này không process này thì các leader tiếp theo sẽ process cái vote này, được chưa? Thì next leader là process cái vote này, process rồi thì mình sẽ confirm cái vote này là qua cái next block ấy, là vote, cái vote này sẽ được confirm qua thông qua cái next block. Vote này chính là một cái transaction luôn. Họ rất là hay là cái vote cũng chính là một transaction, mà là vote là qua một cái voting, là qua một cái smart contract của họ đấy. Họ có cái, họ có rất nhiều, chắc họ có vài 5-6 cái native smart contracts, native programs, là voting program là một trong những native programs của họ để tạo ra cái transaction. Thì vote chính là một transaction. Thì cái next leader là process kind of transaction từ cái client, rồi họ cũng process transaction là cái vote từ các validators. Thì vote sẽ được process by the next leader, là đấy, là cái chain là như vậy đấy. Thì cũng cách là đấy là giảm thiểu làm việc thu phút đúng không? Là có cái flow của họ rồi, cứ bạn này xong, bạn này batch, bạn này tạo block, các bạn này verify, rồi bạn này rồi gửi vote cho bạn tiếp theo, bạn này vote với cả verify vote với cả verify transaction to client, bạn này cũng tạo block, bạn này gửi tiếp theo là nó có cái flow của họ. Em thấy rất là hay cái đấy. Cái này cũng Facebook Libra ấy, cũng liên quan đến cái kiểu flow này vậy đấy, là blockchain flow ấy. Khác với cái traditional BST là phải gửi lại với cả người leader trước đúng không? Họ gửi cho next leader, thì là có cái flow của họ, flow này để giảm thiểu cái lượng message send between leaders. Em thấy cũng là hay đấy. Thì họ có rất nhiều cái, tất cả các innovation của họ, cả cái consensus cũng mới này, cũng khác này, cũng tìm cách để improve performance này. Cả cái gossip network cái turbine cũng tìm cách để improve performance này. Cả cái transaction processing, cái smart contract này cũng là tìm cách để improve cái performance này. Với cả cái gossip là sending direct to client đến leader cũng là cách để họ improve, every component họ tìm cách để improve hết mọi thứ. Nhưng mà đấy cần phụ thuộc là họ improve thì họ có trade off. Thì cái ví dụ như cái việc này thì dẫn lên việc centralization a little bit đấy, thì hoặc là cái việc leader schedule is predictable thì cũng liên quan đến vấn đề security a little bit. Nhưng mà cái anh nhận thấy là họ biết là họ đang ở đâu, họ biết là họ có cái này và họ tìm cách improve đấy, chứ không phải là họ give up. Vậy mọi họ để vấn đề đấy là họ give up, thì em thấy là cái hay ở đấy. Thì đó thì là đấy là cơ chế toàn bộ tổng hợp cơ thể chung của Solana mà em muốn trình bày. Thì đi vào detail thì cũng là rất là muốn, người muốn đi vào detail cũng là khá là phức tạp, nhưng em muốn trình bày cái consensus của cái transaction flow này, cái cơ chế chung làm sao từ khi transaction được process này, đến khi được vote này, đến khi được tạo ra block này, đến khi nó như thế nào, thì em muốn introduce cái đấy. Người có câu hỏi gì thì rất cảm ơn Tuyết. Các bạn có câu hỏi có thể giơ tay nhé. Mình có câu hỏi đó là theo Tuyết thì họ có những cái giải pháp gì để khắc phục cái tính centralized đó không Tuyết ha? Em nghĩ là hiện tại thì họ chưa nhận ra được cái đấy, em nghĩ là vậy. Cái đấy là cái em nhận ra, là em họ không thực sự, thực ra họ chưa có giải pháp thì họ cần cái đấy, họ cần cái centralization đấy.
để đảm bảo cái security, anh hiểu không? Tại đúng sao rồi, họ lại ừ. À, để em à, để em quay lại cái này. Vậy nhá, bây giờ bạn anh thử nghĩ xem, nếu mà tại vì đến cuối ngày thì adversary vẫn có thể là places himself in places để block ấy, anh hiểu không? Thì nhìn cái này, nếu mà adversary mà ở đây ấy, mà ở đây ấy, thì adversary có thể block được cái block đúng không? Ừ, hai bạn này là bị block luôn, lại eclipse attack đấy, hai bạn này bị block, nếu mà cái này bạn này là adversary chẳng hạn, đúng rồi, thấy chưa? Thì họ phải làm mọi thứ randomize, với cả họ phải cho bạn bạn này hai bạn này là big là together đấy, dựa vào cái assumption là majority là honest ấy. Thì đảm bảo là tất cả để đảm bảo hai bạn này cũng là good, để cho hai bạn này để bốn bạn này đều nhận được hai bạn này good, thì dựa vào cái assumption của họ là majority là honest đó, majority of stake là two-third of stake ấy, thì để họ để tạo ra cái cấu trúc network làm sao hầu như các bạn good bạn good validators là gần nhau, và good validators là big stake là gần nhau, thì đấy để phụ trách cái hệ thống của họ. Ừ, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Xin mời bạn Vũ có câu hỏi cho Tuyết. Chào chị Tuyết, em có câu hỏi một chút là bởi vì là cái này nó chỉ có một cái validator tại một thời điểm, thì giả sử cái thì họ có cái cơ chế nào để mà giả sử cái validator đó mà đang nó đang process mà nó chết chẳng hạn, thì nó họ có cái cơ chế nào để mà swap sang một cái thằng khác không để đảm bảo là nó sẽ work hay không? Và khi mà giả sử mà họ có cơ chế để swap thì tất cả những cái transaction cũ ấy, mà gửi đến cái thằng validator cũ thì nó sẽ được xử lý như thế nào? Chẳng lẽ là tất cả các cái đấy lại nó lại yeah, phải yeah. nó lại turn around cho cái thằng validator mới, đúng không? Thì mình, thì cái mình cơ chế sẽ như nào? Đúng đúng rồi, bạn chỉ ra rất là đúng, đúng không? Nếu mà transaction gửi direct luôn đến một leader, thì nếu bạn leader này bị offline hay là bị làm sao đấy thì không được, bạn này sẽ không được process, đúng không? Nhưng mà mình có chỉ ra là cái bạn client này gửi qua bạn này thì bạn sẽ qua một vài hub, là khoảng 20 khoảng là dưới chục bạn ấy, thì dưới chục bạn này cái đường này nếu mà qua được vài bạn, bạn này sẽ hold những cái bạn mà giữa này, có một vài bạn nữa qua cái mạng ở giữa này, giữa hai bạn này, chứ không phải chúng ta không direct đâu, chúng ta nó qua một vài bạn khác, một vài validator khác này. Thì nếu cái validator họ có cơ chế để protect cái đấy, là nếu cái validator này là next leader in 20 slots chẳng hạn đi, thì cái validator đấy sẽ hold cái transaction đấy. Thì có một vài validator ở giữa đường này họ sẽ hold cái transaction đấy. Nếu mà cái validator là bị broken hay sao đấy, thì những next validator đó ở giữa đường này họ sẽ là người để process cái transaction đấy. Nhưng mà cái next validator đấy nó sẽ không hold tất cả các cái transaction, bởi vì cái transaction lúc đầu ấy, được client nó gửi đến là gửi đến cái thằng cũ thôi, thì cái thằng ở giữa có thể là nó sẽ không giữ được tất cả các cái transaction đó, thì làm sao nó verify được ạ? Thì đấy là cái mà họ phải grant chia này đấy, họ set network làm sao mà bình thường bây giờ bạn này gửi qua bạn này đúng không, thì bạn này sẽ qua một vài hub, một vài ba, phải thật sự là 4-5 bạn chẳng hạn, thì 4-5 bạn sẽ là leader trong 4-5 slot rồi, thì 4-5 bạn này sẽ giữ tất cả đó, chứ không phải là bạn ấy sẽ giữ mà bạn ấy sẽ forward, chứ bạn ấy không chỉ giữ không, và bạn sẽ hold and forward. Đấy là cái cơ chế của họ. Chị có biết là cái Solana này nó bản thân cái này nó có deploy cái validator của chính họ không, hay tất cả các validator là của cộng đồng hết? Chị nghĩ là có cả chính họ chứ, tại vì họ cũng khá nhiều stake mà em. Họ cái công ty của họ phải giữ 12% này. Chị nghĩ là chính đầu đâu giữ 12% này, họ chia 12% cho investor này. Họ chia tiếp họ phải 50% là họ trong những người mà họ 50% là trong những người mà họ control, họ biết ý. Còn phần còn lại, phần nhỏ còn lại là họ gửi cho họ cho ta network để mọi người mua đấy, chứ không phải là hầu như là mọi người mua đâu. Thì nghĩ là có investor là họ tin tưởng, họ mới nó investor đó, investor với cả người trong công ty của họ ấy, là như vậy đó, là over 50%. Vâng.
Vâng, cảm ơn chị. Và em trước học cùng chị ở UNT. À, chị biết. À, chị À, biết chị đúng đều. không? Em đang làm nghiên cứu cùng chồng chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là Vũ Vũ có đang học cùng ngành luôn không hả Vũ? Em đang làm ở Cambridge. À, em đang làm Cambridge. Ok. Em làm ở Cambridge là ở Mỹ hay là ở bên Anh? Ở Anh á, À, ở ở Anh. đây, ở Ok. Em Cambridge. cũng làm về blockchain luôn hả? Không, em làm về security, em làm về cybercrime. À, Nhưng mà em ok. cũng có tìm hiểu cái này trước, em cũng làm về một thời gian. Ok, có gì Vũ Vũ có thể inbox anh qua Facebook được không? Bên bên VBI mình có một nhóm về security, nghiên cứu về À, security cũng rất là thú vị. Em inbox anh nhé. vâng, cảm Rồi ơn. xin cảm ơn Vũ rất là nhiều. Xin mời Hoàng. Cảm ơn bạn Tuyết, cảm ơn anh. Tại em có câu hỏi là cái một người chỉ có một lúc chỉ được ghi vào một account thôi ấy, thì chỉ có một người ghi vào account, như vậy thì các một account đấy nó được lưu ở rất nhiều tất cả các nốt validator, như vậy thì liệu khi một người đang ghi mà có một transaction khác cũng ghi vào cái đấy ở một nốt khác, thế thì làm sao để protect được cái protect được chỉ only write ở một một nốt, và khi mà họ họ một validator transmission đi các validator khác mà một thì làm sao mà protect được chuyện đó? Thì có phải là một time slot là chỉ có một leader các bạn, một time slot chỉ có một người responsible for producing the block thôi, chỉ có một người được phép tạo block thôi, thì chính người đấy, là nếu mà người đấy là honest thì người ta sẽ reject cái second transaction, chưa là như vậy đó, cái runtime của họ sẽ reject cái transaction thứ hai mà write to the same account, chứ không phải có nhiều người cùng cùng process cái transaction đâu, chỉ có một leader at a time thôi bạn ạ. À, như vậy là họ có timestamp đồng bộ giữa tất cả các Vâng. validator. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Rồi mình có một câu hỏi cho Tuyết, đó là cái vấn đề mà cái leader họ xác định trước ấy, thì hiện tại Solana họ có cái cách nào để họ họ đảm bảo security nhỉ? Ý là chẳng hạn như là họ họ đổi leader liên tục, hay là có những cái cách nào gì khác là Tuyết nhỉ? Họ chỉ có hiện tại ấy, họ chỉ có cách để protect cái leader khỏi DDoS thôi, thì họ có nhiều cái proposal, họ cũng implement vài cái rồi, em như vậy em cũng thấy vậy mà em không nhớ lắm, nhưng mà có những cái để họ họ protect cái validator khỏi bị spam với cả bị flood với cả bị DDoS ấy. Thì cái đấy là cái protection của họ, chứ ngoài cái đấy thì em nghĩ là không có cái nào khác để protect cái validator của họ đâu. Ok. Họ vẫn là đang trong cái quá trình mà phát triển ấy, họ cũng rất là có nhiều plans, vẫn có nhiều plans để improve về cái system của họ lắm anh ạ, chứ không phải là họ dừng ở đấy đâu, họ Đúng vẫn rồi, đang đúng trong quá rồi. trình phát triển đó, Họ đã họ đúng vẫn rồi, họ đang đang phát cải tiến triển. liên tục rồi, đúng không? Vâng, Kể cả vấn đề centralized, decentralized họ họ cũng sẽ cố gắng họ vẫn cải đang tiến. cải tiến đấy, Đúng rồi. Ừ. chứ không họ không dừng luôn ở đấy đâu anh ạ. Đúng Họ, rồi, đúng em rồi. thấy rất là hay ở cái đấy. Như vậy là họ còn vẫn vẫn còn những cái tiềm năng để họ có những cái đề xuất đột phá, đúng Vâng. không? Em nghĩ Ok. là họ thực sự là buổi đến duy nhất validator này cũng là cũng là hơi hơi vấn đề đấy, nhưng mà có cách giải quyết là gửi đến thực nếu mà không gửi đến một bạn thì gửi đến vài ba bạn nữa chẳng hạn, thì để tăng cái chance là transaction process là không bị block đi, thì cái đấy thì nó lại liên quan đến cái throughput a little bit đúng không? Thì càng gửi nhiều thì càng giảm throughput thế thôi. Thì cái đấy là proposal mà em nghĩ tới, là gửi thêm thêm một vài bạn nữa cho đảm bảo an toàn, chứ gửi đến một bạn thì cũng hơi hơi nguy hiểm. Thực sự nó sẽ qua vài bạn nữa, qua vài bạn là cái gossip network ở đây. Khi nào mà em ghi chữ gossip network tức là nó thông qua một vài người khác về hop, chứ không phải là trực tiếp thôi anh ạ, để đảm bảo cho cái này sẽ được gửi qua, mọi người sẽ nhận thấy nhìn ra cái đấy. Thì nếu mà gửi thêm một vài người nữa thì sẽ tăng cái security nhưng mà sẽ giảm cái performance Đúng rồi. a little bit là cái Ok. Bạn Dương Phát Luân có câu hỏi là theo chị có thể nêu một vài ưu điểm của Solana là gì, và mình nên ứng dụng nó, hay nên ứng dụng nó vào 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 những ứng dụng gì? wow, em thấy ưu điểm
Ưu điểm là cái việc họ xử lý transaction nhanh này, parallel processing này, em thấy là đấy là em thấy rất là cái hay, là cái ưu điểm của họ. Họ build cả cái hệ thống mới để support cái parallel processing đấy. Chứ họ không build từ cái blockchain existing blockchain, họ build cả hệ thống mới, họ build rất là nhiều thứ mới. Là cái em thấy là cái hay ở đấy, và họ cũng đang tiếp tục innovate cái này, chứ không phải là họ dừng lại đấy là họ ok rồi. Mà cái mà em ứng dụng thì thực ra em thấy hầu như các ứng dụng bây giờ trên Solana đều là DeFi, kiểu là lending, swapping mấy cái này nọ, thì em chưa thấy có ứng em thực ra em không biết rõ về các ứng dụng khác, nhưng mà như NFT này, rất là nhiều ứng dụng nổi tiếng ấy. Nhưng mà nếu mà còn ứng dụng được cái này, họ support được tất cả, họ support được các application khác ngoài đi finance ra, thì em nghĩ thế là hại, thì đấy là thực sự là hay và ý nghĩa. Bây giờ em nghĩ là thực sự mọi người chỉ quan tâm đến cái finance, cái Đúng không? DeFi ở Solana thôi. Đúng rồi, mình Nhưng mà cũng cái program smart contract program này em thấy rất là general ấy, mình có thể write anything, không chỉ mỗi là DeFi là finance, có thể thể write anything, nó thì tăng cái cường đấy cái khả cũng năng là cho smart contract giống như một cái vậy nhá. chương trình máy tính luôn đúng không? Thế, Vâng, xử lý phức cũng là tạp, một ý là nó cái có thể xử lý những cái lệnh phức vâng tạp vâng vâng đúng không? Rồi, xin mời bạn Nguyễn Linh. Bạn Nguyễn Linh có thể mở mic nhé. À vâng, em chào anh Thạnh và chào chị Tuyết ạ. Em có một câu hỏi là Solana đã bao giờ bị hack chưa, và cái phương thức là nếu mà có thì là phương thức là gì ạ? Em cảm ơn. Hay cái thì mình thì mình nghĩ là gần đây mới thực sự nổi tiếng ấy, thì gần đây thì có bị scam một 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 cái DeFi scam, hình như là mình không nhớ tên nữa, có một cái scam cũng khá nổi tiếng, lấy được 10 million thì phải, là scam. Còn bị hack thì là một cái là Solen nó bị hack, nhưng mà họ đã phát hiện kịp thời ấy. Thì họ đã khống chế kịp thời, chưa bị mất đồng nào. Nếu mà không kịp thời thì họ đã mất khoảng 2 million rồi. Thì có một cái nữa là Fork Finance họ cũng mất một ít tiền ấy. Thì hầu như là các attack là trên cái smart contract thôi, là trên cái Solana program, chưa chưa có cái attack nào thực sự từ người ngoài đến đến cái consensus của họ. Mà có từ từ người trong nội bộ có attack thì có, tại vì họ developing, họ phát triển thì họ có nhận ra có vấn đề này nọ, thì có vấn đề thì họ fix rồi. Thì hầu như từ từ bên ngoài vào thì có attacking cái smart contract là cái poems của họ thôi, thì có vài cái đấy, gần đây thì có vài cái. Thực sự cái poems của họ rất là mới. Mình buổi tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái smart contract của họ, programming model và how how to write a smart contract on Solana, cái đấy với cả cái security của họ, how to write a secure Solana programs. Những cái đấy thì hầu như là trên 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 cái top layer là cái smart contract thôi, chứ có cái nào liên quan đến cả là consensus của họ bạn ạ. Consensus với cả network của họ. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, Hello. xin mời anh Thuận. Hello. À, nghe anh Thuận đây rồi ạ. Chào chị Tuyết Dương. Thực ra cái Solana thì tôi cũng có từng trao đổi, thì có một bạn trong nhóm đã từng đặt một cái câu hỏi mà tôi cũng không phải là expert ở trong đây, nên là có hỏi Tuyết Dương ở đây. Thì bạn ấy hỏi là Solana có phải là một cái non-deterministic system hay không, và liệu có cái chain nào tương tự hay không, bởi vì bạn ấy cho rằng là Solana là một cái system duy nhất nó có cái đặc tính đó, còn các cái chain khác thì nó là deterministic blockchain. Không biết là Tuyết Dương có thể trả lời câu hỏi này không? Deterministic ở đây nghĩa là deterministic là leader election, hay là deterministic về cái gì ạ? Em muốn hỏi rõ hơn về câu hỏi của bạn. Thực ra thì nếu mà nói về câu chuyện chọn leader thì cái cơ chế chọn leader của Solana cũng không phải mới đúng không ạ? Vâng.
Bởi vì các cái cơ chế proof of stake tương tự của bên Cardano mà trước đó đầu tiên phải nói đến là US rồi sau đó là Icon rồi Tron cũng đều có cái cơ chế chọn một cái leader để đóng block như vậy, chứ không phải là cùng một block để nhiều người đóng đâu. Và nó cũng áp dụng cơ chế chuỗi dài nhất, một cái lẽ là cái non deterministic này ấy, nó có liên quan đến một cái dạng là hybrid consensus gì đó, mà nó sẽ quy định đến một cái gọi là cái zero state trong một cái khoảng thời gian nào đó, là nó cũng nó thế nào thì nó không được xác định một cách gọi là tương đối là rõ ràng lắm. Ví dụ như đặc biệt ở đây là có liên quan đến cái vấn đề là proof of history, đúng không? Chúng ta luôn biết là cái việc đồng bộ thời gian giữa các cái máy tính đặt ở những cái location khác nhau ở trên thế giới là một cái vấn đề gọi là tương đối khó khăn, đúng không? Và Solana đặt từ cái vấn đề giải quyết cái này thì có lẽ là nếu mà chúng ta chưa hiểu được cái term mà của cái câu hỏi về vấn đề deterministic ở đây thì lẽ là Diệp Tư Dương có thể nói thêm một chút về cái việc proof of history này. Vâng, thì thật chí chia sẻ một chút là hồi trước IBM nó có làm một cái gọi là proof of elapsed time ấy. Thì lúc đó là IBM đã phải dùng đến một cái hash device để xác định được cái nhãn thời gian. Tức là cái hash device nó very specific luôn. Để như vậy là mỗi một cái nốt bắt buộc phải có cái hash device đó thì mới vận được cái elapsed time. Nhưng mà đây thì Solana lại không cần đến một cái hash device nào mà vẫn có thể xử lý được được cái việc đồng bộ hóa nhãn thời gian này nhé. Thì thì thật cũng đọc cái nhìn sensor nhưng mà chắc là em nghĩ chắc là cái câu hỏi em nghĩ câu hỏi của bạn chắc liên quan đến proof of history rồi, thì cái non deterministic đấy chắc là liên quan đến cái việc mà thời gian được tạo ra ấy. Thì thầy có nói là IBM có cái proof of elapsed time ấy, thì họ phải cần có cái trusted hardware ở đây, nhưng mà ở Solana thì họ không cần cái trusted hardware mà họ dựa vào chính cái leader luôn. Leader chính là người put cái timestamp đó, thì lại put cái time này thì mọi người phải verify, mà time không phải là timestamp đâu, thực ra là cái hash time dựa là cái hash chính là cái time ấy. Bây giờ bạn hash bao nhiêu lần đấy thì sẽ proof được là bạn put bao nhiêu time thời gian đấy, chứ bạn không put whatever you want, không phải put tất cả mọi thứ vào đấy được, mà bạn phải có cái hash ở đấy. Thì đấy là cái mới ở cái Solana proof of history, chính là time frames based on the hashes, the verifiable delay function này, cái đấy á. Có một bạn hỏi là cái lợi ích của cái proof of history là gì Tết ha? Thì lợi ích của cái proof of history chính là cái việc để cho đồng bộ về thời gian cho tất cả các validators ấy. Thì dựa cái đấy là base layer rồi, đúng không? Nếu mà mọi người không nhận ra được thời gian thì mọi người sẽ lấy được cái leader schedule khác nhau thì sẽ không còn được consensus nữa. Thì cái đầu tiên là mọi người phải aware được cái thời gian, cái time slot để biết được mọi người cùng xem view của cái leader, ai là leader, thì cái đấy mới là cái base, là cái building block cho cái consensus của họ đó. Thì cái POS thì cũng phải có cái assumption là majority of stake, đúng không? Thì cái POS dựa vào leader thì based on cái dựa vào cái assumption là tức hầu như là mọi người đều là honest, big stake honest đó. Thì dựa vào cái đấy thì mới có được cái đoạn này tiếp theo là hầu như các bạn leader này đều có cái put cái hash là correct, everything is correct này. Đúng rồi, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Và chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Tuyết, còn các câu hỏi còn lại chúng ta sẽ có thể trao đổi thảo luận vào tuần sau nhé các bạn nhé. Xin mời bạn Leonard. Dạ, em chào anh Thành và chào chị Tuyết ạ. Dạ, em có một câu hỏi, đó là
Em không biết là cái group of history nó có thể là tích hợp hoặc là nó có thể liên kết với cái loại là group of zero knowledge của cái thằng Mina cryptocurrency không ạ? Dạ, xin hết ạ. Mina, mình biết là Mina là improve the Euroboros đúng không? Thì là mình nghĩ là có thể kết hợp cái innovation của Mina với cả cái này được để giảm thiểu cái lượng dữ liệu để giữ đấy, để store của cái trong validator ấy, thì mình cũng nghĩ là có thể kết hợp được. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Có thêm được một câu hỏi nữa không Tuyết nhỉ? Có. À một câu nữa nhé. À, xin mời bạn Dương. Mình cũng đang ngó giờ cho Tuyết từ nãy giờ đây. Dạ, dạ. Yeah. Em chắc Tuyết em chắc em thành. Từ em nói đi. Là em một cái câu hỏi về tại em có cái transaction validation unit á, nó có cái trial validator process á. Thì em thấy là nếu mà một cái leader mà không có đóng lock được á, thì nó dựa vào cái validator đó thì để mà nó xác định thời gian để mà nó tăng đúp thời gian lên cho validator, cho cái leader đó để mà cái leader đó để xác thực cái block đó. Thì không biết là cái trial validator này nó chức năng nó làm gì, như là cái nó có xử lý như cái leader hay là để mà nó đồng bộ thời gian được với cái leader đó, nó cho phép thằng leader đó tăng đúp bộ thời gian lên xác thực block á. In cái TPU của họ họ có cái thì họ có cái tham đúng không, họ có thể delay được cái đấy, nhưng mà nếu mà delay nhiều quá thì cũng vẫn đến vấn đề đồng bộ ấy, thì đó phụ thuộc vào validator thôi, whether là họ decide to delay or decide to move on thì đấy là cũng là phụ thuộc vào validator đó. Thì có một cái tham out của họ ấy, nếu mà đợi quá lâu rồi ấy, thì mà không nhận được block hoặc không nhận được là cái dữ liệu mới ấy, thì họ sẽ move on to next leader các bạn. Thì cái đấy dẫn đến việc mà họ cũng tạo ra fork nhiều ấy. Tạo ra fork nhiều thì họ cũng phải có họ có cơ chế để chọn này cái nào mà nhiều stack này, nhiều khi mà họ chọn thì họ chọn cái branch của cái fork ấy, thì họ sẽ nhận được vote mà đã process leader trước, thì họ cũng nhận vote mà mới gửi tới nữa, thì họ cũng có cái verification của cái vote mới gửi tới mà đã chưa process, thì họ có cái đấy để nhận được thêm nhiều vote nhanh để có process nhanh ấy. Nhưng mà cái đấy cũng có vẫn dẫn đến vấn đề security a little bit, là những cái bạn validators nằm ở quá xa thì có thể chưa nhận được cái đấy, và có thể bị bias, có thể influence by adversary, thì đấy là cũng cái lỗ hổng security a little bit ở đấy. Rồi, xin cảm ơn Tuyết và xin cảm ơn Dương rất là nhiều. Bởi vì tiến sĩ Tuyết chuẩn bị sẽ có một cái meeting khác, thành ra là mình biết là các bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà tuần sau tiến sĩ Tuyết sẽ tiếp tục cùng với chúng ta về chủ đề này, nên là các câu hỏi chúng ta sẽ để vào tuần sau nhé. Xin thay mặt tất cả các bạn xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Tuyết rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ với mọi người. Và tiến sĩ Tuyết có thể chúng ta sẽ xin phép dừng buổi hôm nay để tiến sĩ Tuyết có thời gian để chuẩn bị cho cái meeting tiếp theo. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Thì tuần tới chắc là cũng cùng thời gian này mình sẽ chia sẻ về cái smart contract programming, smart contract ở Solana, thì cũng khá là hay, cũng khá là mới, cũng khá là hay. Mấy cả một số câu hỏi hôm nay các bạn chưa hỏi hết, thì tuần sau các bạn có thể hỏi tiếp, thảo luận tiếp nhỉ? Rồi, cảm ơn Tuyết rất là nhiều nhé. Rồi, xin hẹn gặp lại tiếp vào tuần sau, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.